anh em nhé, hiện tại đang chuẩn bị thay cái bấm bốc chân bên phụ cho chiếc xe Hilo 300 anh em ạ. Đấy, con này Hilo 300 đây. Con này nó sẽ có rất là nhiều đời, anh em mà mua thì mua chụp bởi đầu xe và chụp bởi chân cho mình nhá. Đấy, này thì đang thay cho anh trai ở bên phụ các bạn này. Đấy. Anh ơi. Đấy, ok luôn. Chân này Hilo 300, con này thì nó chỉ cả lên 10 và cả lên 12 anh em các bạn nhé. Có hai cái thôi. D10 hoặc là cả lên 10 và lên 12 cũng có rất đông các bạn ạ. Có 1 con này, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con, 9 con đốc các bạn ạ. 9 cái lỗ đấy, 9 con đốc. Đấy các bạn nhá. Hàng thì rất là dày chắc chắn luôn. Chắc chắn dày dặn luôn. Anh em lấy thì anh em ủng hộ mình nhá. Vào đúng phụ tùng Nhật Đức giúp mình nhá. Số nhà 110 các bạn ạ.